Hôm nay là chủ nhật, mình lên bên mình công chuyện mua đồ về sửa nhà, tân trang nhà cửa, thì ghé vô cái chỗ bán cây như mọi lần để coi mình mua cái gì hôm nay ha. Mình mua 5 chậu sắc khô lình nhỏ nhỏ thôi à, một chậu nó bán là 3 đồng. Bây giờ mình sẽ coi mình mua cái gì hôm nay ha. Đây, cái chậu này mình mua thì mình về mình coi ở nhà mình á, nó cũng có một cái giống giống mà không biết phải không, đây nè. Tại vì những cái cây này á nó ra cái bông rất là đẹp, nó cũng tương đối là dễ trồng nhưng mà phải khô mới được, nếu mà nó ướt ướt ẩm ẩm á là nó bị hư. Cho nên nãy giờ mình cũng mới vừa coi lại cái chậu của mình và mình mới sửa nó lại nè, để cho nó được được ráo nước lại, chứ mấy bữa rồi chắc mình tưới cũng hơi nhiều cho nên không được, không tốt. Bây giờ mình có cái chậu đây thì mình cũng có thể trồng vô chung luôn. Cái này là cây gì ta? Cây này thường thường mình nói là money plant, nhà mình nó có nhiều lắm nhưng mà sao hôm nay mình thấy cái cây này lạ quá à? Nó có nhiều màu, màu vàng nè, màu đỏ đỏ trên đó nè. Nè coi, nhà mình đâu có đâu, nhà mình loại rất là thường ha, không có màu gì hết á. Đây nè, không có màu. Nhà mình có nhiều loại lắm nhưng mà không có cái này nè, đâu có đâu ha. Vậy là có cái này mình mua chơi, nó có cái màu đẹp quá. Một chậu cho bán mình 3 đồng nãy mình nói rồi đó, thì mua 5 chậu là 15 đồng, gần bằng một tô phở. Tô phở ở đây là khoảng chừng 12, 14. Ok, bắt đầu tới cái này. Cái này mình cũng nghĩ đi nghĩ lại, mình muốn vừa nữa muốn mua mình nữa muốn không, bởi vì mình cũng có mấy cây giống giống như vậy nhưng mà nó vẫn là khác chứ không giống. Nè, cái lá của nó có viền xong rồi nó lật ngược ra. Đây là cây của mình nè, cây của mình có nè. Cây này nếu mà chăm sóc kỹ lá nó bự nó cũng đẹp lắm. Đây nè, quắn quắn, cái này cũng khá ha. Đó, giống giống thôi nhưng mà không phải ha. Cái này quắn dữ lắm ha, cái này giá lá nó dày hơn, nó lật ngược đây nè. Thường thường nó không có để tên hả, không có để tên mình không biết, nó chỉ để là sắc khô lình vậy thôi à. Ok, cái này mới lạ nè. Cái này thì bị ai hay là vận chuyển bị gãy cái đầu rồi. Mắc quá ha. Có một nhánh nó xíu 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 vậy à, 3 đồng. Sao mình mua? Tại vì đó, gờ vô á, nó mịn. Nó khác nhà mình mà. Ngộ lắm, nó mịn, nó giống như cái lông lông vậy ạ. Nè, anh cái lá thì nó trẻ ra. Hễ mà lá nó còn nhỏ đó, thì nó phình ra. Mà lá nó lớn lên rồi nó trẻ ra đó. Nhà mình nè, nhà mình có nè. Không phải cái này đâu, nhà mình có là cái này nè. Còn do vậy à đó. Đó, dễ thương ha. Đó, thôi kệ, mới về chồng chơi. Mai mốt nó thành một chuỗi đó, cũng là dạng dây đó, string. Đó, cái này mới là hay nè. Thích ghê. Nó nhỏ xíu à, nhìn không ra luôn á. Sao nhìn tới nhìn luôn lát ra cây này. À, cây này đã là cây mình đã thích. Đây, khi mình trồng á, mình treo nó lên thì cây con của nó sẽ ra những lá cá nhỏ nhỏ như vậy, toàn ten. Dễ thương lắm. Nhưng mà yếu quá. Họ bán cho mình cây này yếu quá. Sao để mình thử mình coi coi nó có thể mọc không ha. Chứ thấy yếu quá nè. Ngồi trên xe suốt khoảng chừng 15-20 phút, xe dằn á, cho nên nó càng bị động rễ nữa, yếu nữa. Thôi bây giờ mình sẽ để trở lại vô cái hộp, rồi mình phải để ở chỗ mà có ánh sáng để cho cây nó mạnh trở lại. Rồi sau này nó lớn chút nữa mình mới cho nó lên chậu treo lên. Dạng này dạng cây nè,
hai cái này là chơi trong chậu nè, cái này cũng có thể chơi trong chậu nữa nè, bởi vì nó những cái bông ấy, nó chồm chồm ra chỗ cái chậu đó, cho nên cái này cũng trồng trong chậu rất là đẹp luôn. Ok vậy đi ha, bye. Hay là mình muốn coi sơn chút xíu cây của mình, thôi cũng dài quá rồi, 5 phút rồi, thôi để mình dưỡng cho nó mạnh khỏe rồi mình mới cho nó vô cây. Chỉ có hai cái cây này nè là mạnh nhất nè, là không có lo nè, hai cây này rất là dễ trồng và rất là mạnh nè, có thể kiếm chỗ cho nó vô chậu đàng hoàng luôn, bây giờ từ bây giờ luôn nè. Ok bye.